Simon con ông Gioan, con có yêu mến thầy hơn những người này không? Ông đáp thưa thầy, có, thầy biết con yêu mến thầy. Người bảo ông, con hãy chăn dắt các chiên con của thầy. Người lại hỏi Simon con ông Gioan, con có yêu mến thầy không? Ông đáp thưa thầy, có, thầy biết con yêu mến thầy. Người bảo ông, con hãy chăn dắt các chiên con của thầy. Người hỏi ông lần thứ ba, Simon con ông Gioan, con có yêu mến thầy không? Phêrô buồn phiền vì thấy thầy hỏi lần thứ ba, con có yêu mến thầy không? Ông đáp thưa thầy, thầy biết mọi sự, thầy biết con yêu mến thầy. Người bảo ông, con hãy chăn dắt các chiên mẹ của thầy. Thật thầy bảo thật cho con biết, khi con còn trẻ, con thử thách lưng lấy và đi đâu mặc ý. Nhưng khi con già, con sẽ giang tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho con và dẫn con đến nơi con không muốn đến. Chúa nói thế có ý ám chỉ Phêrô sẽ chết cách nào để làm sáng danh Chúa. Phán những lời ấy đoàn, người bảo ông, con hãy theo thầy. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, lời Chúa ngày hôm nay nói với chúng ta những lời thật là quý báu cho đời sống tâm hồn của chúng ta. Khi mà hỏi Simon Phêrô một câu mà ba lần, thì tất nhiên trong đây Chúa không phải là không biết, nhưng mà Chúa hỏi ba lần để nói với Phêrô và nói với tất cả chúng ta cái điều quan trọng nhất cho công việc của Chúa: con có yêu mến thầy không? Và câu trả lời của Phêrô là: thầy, thưa thầy có, thầy biết con yêu mến thầy. Nếu chúng ta thì chúng ta sẽ thưa dạ thưa con yêu mến thầy, nhưng mà Phêrô không dám tin vào cái tình yêu của mình nữa, bởi vì ông đã thấy được mình hay thay đổi như thế nào. Bởi vì hôm trước mới nói là con sẽ chết vì thầy, nhưng rồi trong đêm mà Chúa bị bắt, thì trong đêm đó Phêrô đã chối Chúa ba lần. Phần chúng ta, những khi mà chúng ta nói rằng con yêu mến thầy, thì cũng hãy học lấy cái gương của Phêrô, không dám tin rằng yêu mến mình, yêu mến Chúa đâu, mà lại Chúa. Chúa biết con yêu mến Chúa, yêu mến thế nào thì Chúa biết rồi. Và rồi khi hỏi ba lần như vậy, thì Chúa nhấn mạnh cái tình yêu là điều quan trọng. Và sau mỗi lần Phêrô thưa có, thầy biết con yêu mến thầy, thì Chúa trao ngay cho Phêrô trách nhiệm hãy chăn dắt các chiên con của thầy. Ba lần trao mệnh lệnh, trao sứ mệnh đều đi sau ba câu hỏi: con có yêu mến thầy không? Và cũng như Phêrô, chúng ta cảm thấy cái chữ yêu mến Chúa nói thì dễ mà làm chẳng dễ một chút nào hết. Ông thánh Philip Neri mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay là một vị thánh cũng có cái lòng bác ái và có thêm cái niềm vui, đi đến đâu cũng tỏ ra vui tươi với mọi người. Nói đến chuyện vui thì mới thấy được là mẹ Teresa Calcutta gần đây thôi hỏi người ta phải làm gì đây, các gia đình đến thăm mẹ đó, mẹ về, mẹ nói là về nhà hãy mỉm cười. Và mẹ nói được câu đơn giản vô cùng, nhưng mà rồi phải nói được không dễ mà mỉm cười. Có những lúc ta không cười được, có những người ta không cười được. Nói là hãy mỉm cười với nhau nghe có vẻ dễ mà thực ra là không dễ một chút nào. Nhưng mà điều đó cho thấy rằng lòng ta vẫn còn xa Chúa.
mà ở đâu không có Chúa thì ở đó làm sao mà làm việc lớn được. Rồi Thánh Philippe Neri thì có một lần có một người đến để xưng tội, có cái tội nói xấu người khác, và Ngài cho một cái công việc đền tội rất là kỳ quặc. Vậy thì hãy bắt một con gà mang tới đây, vừa đi vừa vặt lông nó. Thế là bà ta làm ngay cái công việc đấy tưởng chi, chứ còn bắt con gà mang đến vừa đi vừa vặt lông thì là việc dễ rồi. Đến nơi xong rồi đưa cho thánh nhân con gà bà ta đang vặt lông. Lúc đó thánh nhân mới hỏi, vậy thì những cái lông gà ở đâu rồi? Thì bà ta mới nói, làm sao mà con vừa đi vừa vặt thì nó bay lung tung cả rồi. Vậy thì thánh nhân mới nói, cái nói xấu người khác cũng vậy, khi mà mình nói cho người này, nói cho người kia, xong nó bay qua tai người khác thì mình không thể nào mà lấy lại được cái lời nói xấu. Nhất nhân nhất ngôn phát xuất tứ mã nan truy, một lời nói ra bốn con ngựa khó mà đuổi cho kịp được. Thì đúng là như thế, những lời nói xấu người khác, cái tưởng tôi tưởng là nhẹ nhưng mà không nhẹ đâu, mà nó nặng và nó khó để mà bồi thường lắm, để mà đền bù lắm. Vậy thì nếu mà có đi lượm lại được hết các cái lông gà đó thì cái tội đó mới được kể là đền bù được, mà nếu không được thì thôi từ nay đừng nói xấu người khác nữa. Khi nói đến cái đừng nói xấu đến người khác thì có một vị thánh nữ tên là Patty, bà ta nói mới nghe thì thấy lạ lùng thật, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thấy thật là hay. Nếu có một ai mà không hề nói xấu người khác thì tôi sẽ xin Đức Thánh Cha phong thánh ngay. Thì nghe có vẻ là lạ lùng, nhưng mà rồi nghĩ lại mới thấy được là một người sống được như vậy là thánh thực sự. Và đối với chúng ta đi vào cái đời sống bác ái cụ thể đó, thì con có yêu mến thầy không? Nếu như bây giờ mà chúng ta giữ miệng mình đừng nói xấu một ai cả, thì lúc đó ta thực sự yêu mến Chúa, và ta thực sự là ông thánh bà thánh rồi. Con có yêu mến thầy không? Dạ thưa cố, nhưng mà con này con phải nói chứ không nói là không được. Vậy thì không làm thánh được rồi. Bởi vì thực sự mà nói nhiều khi ta nghĩ bụng là cái này nói, không nói thì không được. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại đi, ta nói xấu người khác có làm cho người đó tốt lên hơn không? Thưa rằng chẳng hề. Mà rồi có làm cho ai tốt lên hơn không? Cũng chẳng hề. Vậy có làm cho ai xấu đi không? Thì có khi cái người bị nói xấu đó lại vì cái lời nói xấu của ta mà xấu đi. Nhưng mà mặc kệ ai muốn xấu muốn tốt thế nào thì không cần biết, nhưng cái người bị xấu đi đó là chính chúng ta, chính người nói xấu. Khi mà ta nói xấu ai thì ta tự lên án mình. Tại sao vậy? Thì Chúa nói ai tha thứ sẽ được thứ tha, ai lên án thì sẽ bị kết án. Khi nói xấu người khác thì không phải là ta đang lên án họ hay là sao? Và ở đây thì mới thấy là câu chuyện gần đây thôi mà ai cũng biết đến, không nhiều thì ít, câu chuyện về ông cha nửa chừng đó, ông cha Hồ Hữu Hòa. Và nếu anh chị em có cơ hội mà mình đọc lại cái câu chuyện đó, xem lại cái tờ văn bản của Đức cha Nguyễn Hữu Long, cái công bố, cái thư mà công bố về sự việc này, thì sẽ để ý thấy được từ đầu đến cuối Đức cha chỉ có trình bày từng việc thế này thế kia thứ nọ, mà không một lời kết án ai là sai, sai cái gì. Và thực sự qua những cái chuyện nhỏ nhỏ đó mà ta thấy được một con người thánh thiện. Phần chúng ta hợp với Thánh Philippe Neri. Xin Chúa cho ta được sống mến Chúa và yêu người bằng một cái cách thế. Có thể nói không ai mà
không nói rằng mình không giữ được, nhưng mà không giữ được là tại mình chưa có đủ lòng mến thôi. Đó là giữ cho miệng mình đừng nói xấu ai một lời nào. Này Chúa, xin cho chúng con muốn yêu mến Chúa lắm, nhưng mà thực ra vô cùng khó. Xin đổ trả lời thánh thần Chúa Chúa trong tâm hồn chúng con, để chúng con yêu mến Chúa một cách thực sự hoàn hảo trọn vẹn, và một cách mà không ai trong chúng con nói rằng mình không làm được. Có điều là chúng con chưa đủ yêu mến Chúa và yêu thương nhau nên mới chưa làm được. Đó là giữ miệng đừng nói xấu anh.